Ủa dân dân mày hay cầm bọc ni lông hoài làm gì dân? Bọc đựng đồ. Ờ đựng đồ bọc ni lông vậy đó hả? Con nhỏ này nó hay quên lắm. Cái gì đi đâu cũng phải đem bọc ni lông để đổ, để cái gì á nó coi nó thấy. Nè, cái này là sự hơn nè, xài gì xài đi. Đựng đồ ở ngoài hay trong? Ở trong á thì mày đựng mấy cái gì á kín đáo, còn cũng như đồ cá nhân của mày á, còn ở ngoài thì mày đựng mấy cái gì mà mày hay quên á. Nhìn thử coi. Như vậy? Cái trong cái ngoài luôn á là không thể. Ừ, cảm ơn nha. Rồi không biết nó coi cái này là cái giỏ hay bọc ni lông nữa. Đồ ăn cho Mina đem chùa bỏ đây luôn. Bọc cơm với đồ ăn cũng bỏ trong này luôn. Nè, bọn này đem cho Mina chơi. Nó chơi thì chơi, không chơi đem về. Nè, thêm một này cho nó nữa nè. Thấy chưa? Đếm đang canh cổng chùa thấy người quen chạy ra mừng liền. Còn Mina đang chăm chú chọc gái đâu thèm mừng người quen đâu. Mở bọc đồ ăn ra là quay xe liền. Đồ chơi có chịu đẩy cái thứ người ta cho tới hai món giống nhau chia cho Mina món này. Mình coi biết chơi không? Đừng biết chơi đồ chứ. Mina kiểu xin lỗi, ba cái đồ quỷ này tôi không có cần. Cỡ như mấy đứa trong chiều đẩy cái thứ thì ham được chơi. Chứ những con mèo sống tự do như tôi bắt chuột bắt rắn không sướng hơn sao? Chạy lên mừng người. Có đồ ăn là mừng từng người một. Còn mấy đứa này nhìn đồ chơi thấy bình thường, đồ ăn thì bất thường nha. Con bơm thấy đồ ăn chạy lại xin Mina kiếm chuyện thấy không? Cái bơm chọc không à. Con chanh cũng giống hệt bơm mà không chọc, cái bơm chọc. Thằng bơm nó hiền nó dễ chịu nữa. Cũng hên nó triệt sản con bơm rồi á. Cái thằng này là thằng anh của con bơm, thằng chanh nè. Con chanh con bơm giống như hệt nhau, khó phân biệt quá. Một cái một đực, không có thịt luộc, quất quá trời quất. Thịt luộc này chiều đại cái thú chê mà tụi này nó khen. Thằng này ăn sao? Nhỏ này tưởng đâu con này nó giống như khế, dám được cái tay đút. Lâu quá nó cạp một cái, khóc tiếng máng luôn. Kêu nó mấy con này đừng có đút như vậy, thả xuống. Tại con khế ở nhà đút sát cái tay thì nó sẽ né cái tay mình ra. Còn mấy đứa này cái màu lông giống con khế thôi, nó không biết né giống con khế đâu. Lâu quá xức cái tay ra luôn à. Thấy tụi nó ăn ngon quá trộn miếng cơm này, ăn cho nó no chút. Đầu tiên thử thịt coi nó ăn nhiều không, nhắm ăn nhiều mới trộn với cơm. Mà thiệt, mèo sống trong chùa mà, gắng ăn dễ dễ chút đi. Càng dễ ăn là càng đỡ báo chùa nghe tụi bay. Cái chùa mà đâu có thời gian đâu mà chăm sóc mà tỉ mỉ như người không có tu. Nó con này ghê thiệt, là đang đổ cơm chạy lời uống quẹo lại kiểu như ê cái này khu vực của tôi nha, cho tôi ăn nhiều chút xíu nha. Chứ tội nghiệp hai con mớp này lắm, thấy người lạ không dám chạy lại nữa. Quỷ Mina khôn biết cái màu lông của nó đẹp, thân thiện với người, nhiều người khoái ẩm nó. Còn hai đứa này chết nhát, cái màu lông không có đẹp bằng Mina nữa. Nó chứ đẹp cũng là một cái lợi, xấu là cái tội, đúng rồi. Coi hai anh em kìa. Tụi nó chỉ tới gần tem của tôi thôi chứ gặp người khác là bỏ chạy mất dép. Rồi hai đứa. Ồ nhìn cái này là biết con Mina tiểu thư công chúa rồi. Công tử nha quý vị. Trong khi con chanh nó hả cái họng rất là bự, Mina ăn chút xíu xíu bỏ đi luôn. Coi hai anh em ăn kìa. Ở lúc này mới phân biệt được mà trời. Cái con màu vàng đậm là con đực, tên chanh. Cái con màu vàng lợt này là con bơm, em của nó con cái. Trời ơi, hai con xem nhau, cái mặt giống hệt nhau. Nè con này là con đực, con này là con cái nè. Có khi nào hai anh em sinh đôi không trời? Ê có thể anh em sinh đôi nha quý vị. Ồ, tại hai cái mặt giống hệt nhau luôn. Con cái nhỏ hơn con đực chút xíu, cái màu lợt hơn con đực chút xíu thôi. Còn con cái nó thân thiện, con đực nhát quá. Mina công tử gõ gàng. Ăn mà lỡ đồ ăn không. Rồi con bơm ngán nó còn con chanh. Ồ con chanh này đúng là gian nan. Đời trai xương gió nha quý vị. Đây là con chanh nha. Bơm nó bỏ đi rồi. Những con càng nhát là bị ăn những cái món dở dở rồi mà. Tại nó nhát quá đâu có dám xin ai đâu. Con mẹ mẹ dứt khoát không dám chạy lời. Từ khi triệt sản mẹ mẹ rồi nó nhát người luôn. Thấy nó kén ăn quá trộn thêm ba tê quất liền. Hồi đó đâu có biết, mới vô cho nó ăn cái loại hạt cắt răng. Rồi sau này tôi đổi cái loại hạt rẻ hơn, mà chiều đãi cái thú thì chịu ăn mà con Mina nó không ăn. Trời ơi, ảnh sống trong chùa mà nó kén ăn giả mang. Còn đây là con nào có ai đón được không? Con bùm đó. Con chanh nó khác con bùm ở chỗ cái lỗ mũi bự. Nó tôi nhìn ra vậy thôi. Nhìn thiệt là kỹ mới thấy rõ nha. Nè, bùm nè. Cứ đi vòng vòng xung quanh người nó nhõng nhẽo hoài, nó sợ người ta đuổi nó đó bà con. Mina thì ít bị đuổi. Còn con này kiểu như nó hơi xấu cái màu lông chuột đó. Thì cái mức độ được yêu thích không có bằng con Mina. Mà cái chị này thân thiện lắm, nhõng nhẽo dữ lắm. Quấn người không có thua gì Mina đâu mà chẳng qua nó sợ con người nè. Còn đứa này cái lỗ mũi bự hơn là thằng chanh nè. Chỉ phân biệt qua cái lỗ mũi thôi. Đụng xíu không cho anh. Còn chị bùm em của nó dễ đụng nè. Anh em sao khác nhau dữ thận nè. Rồi Mina bắt đầu ngán rồi đó. Nè cơm được nhả ra thấy chưa, thấy chưa. Vậy là tụi này mới ăn cơm tối rồi cho nên không có ăn được nhiều. Còn phần cuối cùng trộn thêm ba tay cho đứa nào. Đón xem. Còn một đứa trong chùa nữa. Còn đớm. Đây. Cái đầu có nhãn hiệu xe hơi VinFast nè. Rồi nó chuyên gia ăn đồ của mèo. Hồi xưa giờ con mèo ăn cái gì được ăn cái đó không đấy. Mình nó đề phòng nha quý vị. Nó gặp tôi thì nó không sợ, nhưng mà gặp thằng Phương với con Dân nó có cái gì đó nó sợ hãi.
xưa nó không có như vậy nha. Sao càng ngày nó càng đề phòng con người. Nè, nó thấy hai đứa này nó sợ nè. Tôi đưa thì nó lại ăn. Nó điềm đạm vậy thôi, thấy cục nào nuốt chậm cục đó. Lúc này con Dân đưa cho nó hơi rén nè quý vị, không có dám tới gần như tôi. Nó cục bự cà bá, ăn trong vòng một nốt nhạc, vừa ăn mà vừa liếc. Sợ con Dân chạy là giật đồ ăn của nó hay sao đó, đó. Cái tay con Dân tới gần là sợ. Thấy không, càng ngày càng đề phòng con người. Nó ăn mà con mắt của nó láo liên à. Tên Phương đưa nè, đó, Phương tự tin đưa. Nè nè coi nè nha, chạy mất dép luôn, không có dám tới gần luôn. Vậy là sao nhỉ? Quý vị biết lý do không? Đây, tôi đưa thì nó dám tới gần, không có tốt lành gì đâu. Cách này á, nó hay gượt mấy con mèo mớt, con Chanh, con Bùm, con Bơm mà ăn đồ ở đây là nó gượt. Kiểu như nó bảo vệ khu vực này, mà khi nó gượt mấy con mèo thì nó sẽ bị người la hay là ăn đòn. Thằng cái tánh con này nó ngộ lắm. Con Chanh, con Bơm, con Bùm mà xuống khu vực này mà ăn uống là nó đuổi đi. Nhưng mà rõ ràng mấy con mèo đó nó hay leo lên mấy cái chỗ mà có đèn cầy để nhang với trên cửa kiến này nọ đó. Nếu mà con này nó không đuổi thì mấy con mèo sẽ bắt chuột hay là chạy nhảy là bể kiến, gớt đèn dầu là mệt lắm. Mà gì cũng khó nè. Có thể nó sợ thằng Phương với con Dân á, đang cho con Chanh, con Bùm ăn, mà nó tới gần là đuổi nó đi đó bà con. Khùng. Nhưng mà cái trách nhiệm người ta là phải giữ gìn trật tự ở tại nơi này. Quý vị thấy á, xung quanh toàn là đồ trưng bằng kiến nè, rồi đèn dầu, đèn cầy để dành bán, nó cúng sao này nọ để bán cho Phật tử. Nó mấy con mèo nó lại nó quậy phá rồi làm sao mà ấy được, đúng không? Bây giờ cũng khó xử cho con này đi. Bắt đầu tôi thấy nó có gì đó nó đang rén sợ sợ. Thì ra là có con Chanh, con Bơm, con Bùm không có ưa, không muốn cho mấy con nó xuất hiện ở tại khu vực này. Mà riêng con Mina thì nó cho. Nè coi con Bùm nè, tội nghiệp không? À, có mặt tụi tôi ở đây nó mới dám xuất hiện nha, chứ không có người ở đây nó không dám tới đây. Rồi con Đớm không có cho nó lời. Nó thấy con Dân nào nhõng nhẽo, kêu tiếng nào trả lời tiếng đó. Mà sao cái anh này ngộ quá. Mới đầu mình không biết, cứ nghĩ là nó hung dữ này nọ mà không phải đâu. Trách nhiệm giữ chùa của nó đâu quý vị. Nếu không có nó giữ chùa mấy con mèo quậy hoài người ta cũng đuối lắm. Nhưng cũng khổ ha. Thôi làm tròn nhiệm vụ đi. Hồi xưa Tiểu Nô đã làm tròn nhiệm vụ canh chùa một thời gian. Giờ tới phiên đệ tử của Tiểu Nô. Mà nếu so sánh Tiểu Nô với con này thì Tiểu Nô nó thương mèo hơn. Con này nó hơi bị nghiêm khắc. Nè coi chị Bùm được ẩm mừng lắm bà con ơi, nó kêu sùm hết trơn. Nhưng mà hơi ráng nha, sợ con quỷ kia nó nhào lại bất cứ lúc nào. Nó căng thẳng lắm. Chẳng bù với cái con Mina này. Hay là diễn viên chuyên nghiệp rồi. Nó ẩm là biết câu vô, nó rất là thoải mái, không có căng thẳng như con Bùm này đâu. Đưa chơi đồ chơi mới tội nghiệp. Bùm cũng muốn chơi lắm mà Mina giành hoài, kiểu như nhà của tao tao chơi trước. Tới gần Mina cũng không dám tới gần luôn. Tao đang cứ liếc liếc Đớm, sợ Đớm đuổi nó hoài. Mà thiệt nha, không có người là con Đớm gượt mấy con này bỏ chạy nhà củi đó đó đó. Nó mới gượt con Chanh đó quý vị. Chanh quảng hồn chạy nhà củi rồi, còn con Bùm giữa hơi người, không có chạy vô. Mà đưa đồ chơi á, lén lén âm thầm chơi thôi. Chứ mình nhìn nó quá, không có được. Nó thấy con người mà nhìn nó quá thì con Đớm sẽ để ý, hay là con Mina sẽ lại cà năm nha. Không có dám chơi đồ. Nó con quỷ Mina coi nè. Nó là chúa đảo. Ôi con này sao khôn dữ ta. Hồi đó giờ Mina toàn là chạy nhảy trong thiên nhiên không à, cào móng thì ở trong cây gỗ. Mà đâu có biết cái vụ này đâu. Mà tại sao nhìn thấy đồ chơi này là để cái móng lên cào. Mà đây cũng là chỗ ngồi dành cho mèo. Chưa đâu quý vị ơi, biết đây là đồ chơi đúng không? Nó ngồi yên, giống như nó đóng đinh ở tại cái võng này luôn. Đuổi hỏng đi, còn khều khều móc móc cái chuông nữa. Rồi làm như là Dân chơi chuyên nghiệp luôn á. Những con mèo mà Dân chơi chuyên nghiệp chưa chắc được không con này nha. Thế ghê thiệt. Nó cũng hơi nó sống trong chùa đó nha, nó mà sống ở ngoài nên nó biết về máy móc như con khế, chắc nó quỷ hơn khế nữa. Coi kìa, cái tay chân của thằng này câu vô móc ra dẻo đeo ha. Nó giỡn một hồi á, tôi liên tưởng nó đang tìm cái cơ quan bí mật, cái tháo nguyên cái cạnh người ta ra sao. Thật khôn không, sành sỏi đồ chứ trời. Đang tìm cách đuổi nó đi, nắm cái võng đi không có được, cái cạnh nó dễ sức lắm. Phải để nhẹ nhẹ cho nó đi, nó không chịu đi. Rồi trời, tới cỡ đó còn không chịu đi nữa. Tại vì con Bùm nó đứng từ xa, nó cũng muốn chơi lắm con quỷ này. Thấy chưa, giật mình bỏ chạy phóng vô tiếp. Rồi làm sao đuổi nó đi bây giờ. Lì, nó bật chế độ đóng đinh rồi con Dân bước xuống kéo nó ra, nó nổi sức cái võng không chịu ra luôn. Con Bùm đứng từ xa nhìn nãy giờ không có dám bước vô. Cái kia con Dân ẩm con Bùm tới gần, thấy Mina chạy trước sợ. Tới gần đi con. Ở đó đó liếc liếc người ta thấy chưa, chẳng gây không, mặt chủ nhà nha quý vị. Kéo Mina ra ngoài đưa con Bùm vô, nó cào cào chút xíu thôi nha. Cái nó nhìn đông nhìn tay, một là sợ Mina, hai là sợ con Đớm.
Mấy bảo kê cho mà cứ lo lắng hoài. Thiệt là tội nghiệp. Trời ơi. Rồi bữa nay chạy ra dành nữa. Đường con Bùm tới gần là anh kênh. Anh làm thấy ghê à. Trời ơi. Cái thứ hôi của. Rồi xách Mina ra. Nó không có chịu ra nha. Nó đe dọa lên người ta nha. Đưa Bùm vô nữa nè. Đây. Vô. Đó. Chơi. Con Bùm nhiều khi nó cọc nha quý vị. Kiểu như muốn chơi. Muốn thử đồ chơi mà con quỷ này. Ích kỷ quá. Rồi nó bật chế độ muốn nuốt chửng xé xác món đồ chơi. Không cho con kia chơi. Ê, cái món đồ chơi này là của triều đại khế thúi. Ban cho tụi mày chơi chung. Chứ không phải của riêng thằng nào con nào đâu nha. Nói đúng ra là đồ của một shop tên là Jinji. Nó gặt giá tặng cho khế thúi. Thì khế thúi chia sẻ cho tụi mày. Mà tụi mày tranh giành quá. Rồi cho nó bám luôn rồi. Dụ con Mina đi chỗ khác rồi để đồ chơi xác con Bùm. Nó cũng không dám chơi nữa. Biết sao không? Khi mà nó cào nghe tiếng động á, là con quỷ Mina chạy lại giành liền. Hay là con đếm mà nghe mấy cái tụi này mà tạo ra tiếng động, nó cũng lại nó gượt nữa. Nói chung cái tụi mèo mớp này hơi bị phân biệt đối xử. Mina thì không phân biệt mà con đếm mới phân biệt nha. Thấy mèo là con Mina thì nó không đuổi, mà thấy mấy con mớp này mà làm cái âm thanh hay tạo tiếng động là con đếm nó đuổi. Nó không dám vô chơi. Còn thằng Chanh này thôi khỏi nói, thằng anh của nó nè, không có ham đồ chơi, cũng không có ham thân thiện con người đâu, chủ yếu đồ ăn thôi. Ai mà cho nó ăn nhiều quá thì nó tiếp xúc gần vậy nè, không có như con em của nó nha. Còn con Mina thì nó thích mấy mèo tới gần nhà nó chơi lắm, mà con quỷ đếm nó cản hoài à. Coi như Mina cũng là mà dắt mấy con này lại cho con đớp nó đuổi đó. Mà nó nhây quá người ta quạo, nhiều khi người ta trốn lên cây còn không thoát cho nó nữa. Giật hoài cái người ta cọc. Thôi, đem đồ để vô trong, con nào chơi thì chơi. Tưởng đâu Mina nó lúa không biết chơi đồ, ai dè, quá trời sành sỏi hiện đại đi. Này, chuẩn bị đi về nè. Nếu hồi xưa có tiểu nô nó đưa đón tận tình, còn con đớp này không có tận tình tiểu nô mà có điều nó rất là nghiêm túc nha. Như làm rất là đúng nhiệm vụ con chó canh gác chùa đó.